Nước Việt Nam văn hiến và giàu lòng ham học hỏi, cầu tiến bộ. Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, từ đời xưa bia đá còn khắc ghi những tấm gương học tập của nhiều danh nhân, hiền sĩ tại Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Việt. Hôm nay, trong niềm hân hoan cùng bước tiến của ngành giáo dục, với yêu cầu phát triển giáo dục, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho ngành giáo dục phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, đã trải qua một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển. Đến nay, khoa đã đào tạo hàng ngàn thế hệ cử nhân cùng với các chương trình đào tạo sau đại học chất lượng cao, đánh dấu sự phát triển của một ngành khoa học còn mới mẻ tại Việt Nam. Một phần tư thế kỷ xây dựng và trưởng thành, khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang thực hiện tốt những yêu cầu mà Đảng và Nhà nước giao phó. 25 năm xây dựng và trưởng thành thì cho đến nay, khoa xã hội học của nhà trường đã đào tạo được một thế hệ các chuyên gia đầu ngành về xã hội học và rất nhiều các cái thế hệ sinh viên hiện nay công tác ở các cơ quan ở trung ương, ở các cái ngành, các cái tỉnh và các địa phương, họ là các nhà hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoặc là trong lĩnh vực truyền thông hoặc là trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, nhưng cũng rất nhiều người trở thành các cái nhà quản lý. Thì tôi cho rằng là sự hiện diện của các cựu sinh viên của khoa xã hội học ở trong tất cả các lĩnh vực là một đóng góp lớn nhất của khoa đối với xã hội. Chúng tôi hiện nay là có đầy đủ cả 3 cấp đào tạo trong một ngôi trường đại học, đó là đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ. Và cùng với cái xu hướng phát triển của đất nước thì các vấn đề về xã hội, về kinh tế, về công tác xã hội, các vấn đề xã hội liên quan đến con người được đánh giá rất là cao và có nhu cầu rất là cao. Vì vậy trong khoa xã hội học đã hình thành một cái chuyên ngành mới và chúng tôi đã đào tạo thành công về công tác xã hội. Điều đó cũng góp phần rất là lớn cho cái việc là chúng tôi góp phần tạo dựng những cái nhà công tác xã hội chuyên nghiệp theo cái đề án 32 của chính phủ. Đây là những cái ngành mà nó rất là cần cái dữ liệu thực tế. Ngoài những cái kiến thức về mặt lý thuyết thì cái nội dung về lý thuyết đấy nó phải gắn với những cái dữ liệu thực tế mà do các thầy cô, sinh viên phải đi tạo ra trên cơ sở những cái công cụ và phương pháp. Chính vì vậy những cái đào tạo của khoa đấy thì bao giờ nó cũng gắn với những cái nghiên cứu ở trên thực địa rất là cụ thể. Và cái thứ hai nữa đấy là đào tạo của khoa gắn với cái việc cung cấp các cái dịch vụ xã hội cho xã hội. Đào tạo các cái kỹ năng mềm cho sinh viên để sinh viên khi ra trường thì có thể tiếp cận ngay được với các cái công việc. Đối với sinh viên chuyên ngành xã hội học và công tác xã hội thì phải gần đến 80-90% là sinh viên ra trường có việc làm. Một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, luôn được coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội học lớn nhất của đất nước. Có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học cơ bản trình độ cao trong lĩnh vực xã hội học và công tác xã hội phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tầm vóc của một khoa giảng dạy và nghiên cứu xã hội học hàng đầu cả nước đã được thể hiện ngay từ buổi đầu thành lập. Khoa đã là nơi hội tụ các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu xã hội để góp phần phát triển nền khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam. Sở dĩ mà chúng ta phải cho ra đời xã hội học bởi vì cái khoa học này nó đi vào những vấn đề bản chất của xã hội phát triển. Do đó mà chúng ta không thể không nghiên cứu các vấn đề xã hội bằng xã hội học được.
Về mặt lý thuyết thì nó cung cấp và nó soi sáng những vấn đề xã hội bằng những lý thuyết hiện đại của nó. Nhưng nếu bằng thực tiễn thì có thể nói là nó là một cái công cụ hết sức sắc bén để mà đi vào xã hội. Do đó mà cái ý nghĩa của xã hội học tức là nó góp phần vào phát triển, cái làm cho phong phú cái khoa học xã hội ở nước ta. Những năm đầu về chương trình đào tạo còn có thể nói là còn đơn giản, và mỗi một năm sau thì được củng cố, được tăng cường, được cập nhật những cái tri thức mới trên cái cơ sở là hợp tác phối hợp đào tạo với các cái cơ sở ở trong nước có uy tín như Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, rồi những cái cơ sở ngoài nước dựa trên cái cơ sở trao đổi của cán bộ của khoa xã hội học với lại các cái giáo sư, các nhà khoa học nổi tiếng ở các cái trường đào tạo lớn ở trên thế giới. Cho nên chúng tôi đã học tập và tích lũy được một số cái kinh nghiệm bước đầu. Cho nên cái công tác đào tạo ngày càng được đổi mới về phương pháp, ngày càng được củng cố và bổ sung về tri thức. Cho nên là sinh viên của khoa xã hội học sau khi ra trường đã được thị trường chấp nhận. Song song với việc triển khai đào tạo trong nước, Khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế và chuyển giao công nghệ đào tạo. Tính đến nay, Khoa đã có các chương trình hợp tác đào tạo sau đại học với các trường đại học danh tiếng ở nhiều quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, v.v. Năm 2005, Khoa xã hội học được kết nạp vào Hội xã hội học thế giới. Hàng năm, Khoa đã tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học các cấp, tạo diễn đàn khoa học cho việc chia sẻ các kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu, cập nhật trong cả hai lĩnh vực xã hội học và công tác xã hội. Là một đơn vị nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng, đội ngũ giảng viên và sinh viên của khoa xã hội học luôn đề cao đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. 100% giảng viên của khoa đã và đang chủ trì hoặc tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường, cấp bộ, cấp đại học quốc gia, cấp nhà nước và các dự án của các tổ chức trong nước và quốc tế. Công tác nghiên cứu khoa học thì khoa cũng là một trong những đơn vị mạnh ở trong trường. Các cán bộ khoa chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, rồi cấp đại học quốc gia, cũng như là phối hợp với các tổ chức quốc tế để triển khai các cái nghiên cứu khoa học. Khoa đã đào tạo được một cái đội ngũ cán bộ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, và cũng nhiều cán bộ trẻ được đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài. Về công tác đào tạo thì khoa là một trong những cái đơn vị đào tạo lớn nhất trong cả nước, cả hai ngành xã hội học và công tác xã hội, đào tạo cả ba hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức đảng trong việc xây dựng nhà trường, phát huy những thành tựu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng việc phát triển các đảng viên trẻ ngay từ khi còn là sinh viên. Để từ đây, những sinh viên ưu tú sẽ là gương sáng cho công tác học tập và nghiên cứu khoa học, cho thế hệ trẻ của khoa và của trường. Quá trình đào tạo ở đây thì phương pháp đào tạo thì bây giờ hiện tại đang hướng đến là lý thuyết gắn với thực hành, nên là khi mà em tham gia cái quá trình đào tạo ngành công tác xã hội thì việc ngoài việc học lý thuyết thì hội em được thực hành khá là bài bản. Ngoài những kiến thức chuyên môn chuyên ngành mà khoa trang bị cho chúng em thì khoa còn trang bị cho chúng em rất là nhiều kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình. Qua những chuyến đi thực tế thì bọn em được tiếp xúc rõ với nghề hơn để định hướng là sau này con đường phát triển của mình sẽ đi theo hướng nào. Ngành xã hội học có rất nhiều những cái bộ môn, những cái chương trình học bổ ích. Ví dụ như là những cái chương trình nghiên cứu về công tác xã hội, hay là những cái bài học về điều tra xã hội học. Ngành xã hội học nói riêng mang lại cho tôi rất nhiều những cái lợi ích, rất nhiều những cái kiến thức mà tôi thấy là trong cái quá trình làm việc, trong cái quá trình kinh doanh thì tôi đã có thể áp dụng được rất nhiều.
cái kiến thức này và trong cái việc kinh doanh cũng như cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ngay từ những ngày đầu thành lập, khoa xã hội học đã được công nhận là cơ sở đào tạo sau đại học với nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh ngành xã hội học. Kể từ khóa đào tạo nghiên cứu sinh đầu tiên đến nay, khoa đã đào tạo được trên 50 tiến sĩ xã hội học. Công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên cũng đã kết hợp chặt chẽ với hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và đào tạo sau đại học của khoa, góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ cho cán bộ nghiên cứu trong nhà trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành xã hội học nói chung. Nhiều nghiên cứu sinh tốt nghiệp tại khoa xã hội học đã trở thành các nhà khoa học, các nhà giáo thành danh. Bên cạnh hình thức đào tạo trong nước, khoa xã hội học cũng đã tập trung nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên trẻ thông qua các chương trình đào tạo sau đại học tại nước ngoài. Khoa xã hội học là một trong những khoa đầu ngành đào tạo về xã hội học ở trong nước, và tôi thấy rằng là với đội ngũ giáo viên hiện nay thì bên cạnh những cái kinh nghiệm của những cái đội ngũ giáo viên lớn tuổi thì khoa, đặc biệt là chủ nhiệm khoa, rất tạo điều kiện cho những cái cán bộ trẻ như chúng tôi được đi du học, được có điều kiện tiếp cận với những cái phương pháp đào tạo cũng như là cái kiến thức ở nước ngoài. Và tôi nghĩ là với cái sự kết hợp giữa đội ngũ giáo viên lớn tuổi và giáo viên trẻ thì khoa xã hội học hoàn toàn có thể tự tin sánh bước được với những bộ phận đào tạo về xã hội học ở trong khu vực và thế giới. Khoa xã hội học là một trung tâm đầu ngành giảng dạy về đào tạo về xã hội học cả chính quy lẫn tại chức tốt nhất ở Việt Nam. Môi trường ở khoa xã hội học thì rất tốt, các thầy cô rất nhiệt tình và tận tình giúp đỡ cho sinh viên. Không chỉ năng động trong học tập và nghiên cứu khoa học, khoa xã hội học cũng có đội ngũ sinh viên sôi nổi trong các hoạt động đoàn thể, các chương trình hội thi tiếng hát sinh viên, nét đẹp sinh viên đều có sự góp mặt của sinh viên khoa xã hội học. Để mục tiêu và nguyên lý đào tạo được thực thi, khoa đã xây dựng được hệ thống giáo trình, các chuyên ngành xã hội học, công tác xã hội, giúp đào tạo ra những thế hệ có trình độ kỹ năng chuyên môn cao. Mới đây nhất, ngày 19 tháng 2 năm 2016, khoa được giao phó nhiệm vụ mới đào tạo bậc tiến sĩ ngành công tác xã hội, chính thức trở thành đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành này. Các nghiên cứu sinh của khoa sau khi tốt nghiệp đã có khả năng giảng dạy môn xã hội học ở bậc đại học với khả năng tư duy độc lập, trở thành cán bộ giảng dạy và nghiên cứu xã hội học, công tác xã hội ở trình độ cao với nghiệp vụ sư phạm vững vàng, hiểu biết sâu về giáo dục đại học. Đội ngũ cán bộ giảng dạy ở khoa xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay là 32 người với tỷ lệ 100% có trình độ sau đại học. Trong đó có 1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 16 nghiên cứu sinh và thạc sĩ. Hàng chục tiến sĩ đã nhận bằng tiến sĩ, đã nhận cái học vị tiến sĩ từ khoa xã hội học. Hàng trăm thạc sĩ đã nhận cao vị thạc sĩ từ khoa xã hội học. Còn đương nhiên, con số cử nhân thì nhiều hơn thế rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng đó là những con số biết nói, nó sẽ nói là rất nhiều điều. Một cái mảng nữa mà chúng tôi có quyền tự hào, đó là các cái công trình nghiên cứu đã được đăng tải ở trên các cái báo, các cái tạp chí, những cái bài giảng, những cái giáo trình đã được xuất bản, cũng như là các sách tham khảo của khoa. Thì đó là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi hướng tới rất là nhiều. Bởi vì nếu như không có cái tài liệu cho sinh viên thì chắc chắn là cái chất lượng đào tạo của chúng ta sẽ không được tốt. Truyền thống và thành tựu đáng tự hào của các thế hệ thầy trò trong suốt 1/4 thế kỷ qua là nền tảng để khoa xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đảm nhận và hoàn thành những nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước giao phó, tạo động lực cho sự phát triển của ngành khoa học xã hội học và công tác xã hội trong thời đại mới.
Với truyền thống 1/4 thế kỷ xây dựng và trưởng thành, khoa xã hội học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết tâm phát huy mọi tiềm lực, trí tuệ xây dựng ngành khoa học còn mới mẻ này phát triển bền vững, để nơi đây mãi mãi là nơi đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội chất lượng cao, hàng đầu cả nước. Xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của nhân dân, xứng với một nước độc lập và theo kịp bước các nước tiên tiến trên hoàn cầu.